Đấy, Đã trả vâng lời. ạ. À, vâng, cảm ơn anh. Và có bạn tên là Thắm thì có hỏi rằng người em bị chuột rút chân thì là bị sao ạ? Chuột rút chuột là rút cái hiện tượng cái thông... người bị. Đúng rồi, chuột chân thì thông thường là trong cơ thể nó thiếu một cái chất gì đó mà người ta hay nghĩ đến maze À magie này à, thì là hay gây ra chuột rút. Vậy thì cơ thể của chúng ta mà sạch thì cái các cái chất maze trong các cái thức ăn chúng ta có thì sẽ hấp thu được. Vậy thì bạn cố gắng là làm sạch cơ thể thì khi mà các cái tế bào nó khỏe, tế bào nó trao đổi chất tốt, thì các cái chất mà mình đưa vào bằng ăn uống, thì có thể hấp thu được 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 tốt, thì thì sẽ có magie, có canxi, thì sẽ giảm bớt được các cái triệu chứng liên quan đến chuột uh, rút nhé, bạn nhé, thiếu canxi Đạ. thiếu magie và và cơ thể à, sạch bạn, thì sẽ, sẽ tốt à, một bạn tên trang có hỏi rằng cho em hỏi cách cải thiện à, vấn đề là hay bị tụt huyết áp ạ vấn đề hay tụt huyết áp thì là nó có rất nhiều nguyên nhân nhiều lý do một trong những cách đó là do cái đường huyết của cái máu của mình nó hơi uh, độ nhớt nó hơi cao hoặc là do mình đói hay là do uh, thần kinh của mình đang có nặng nề quá bị uh, stress nhiều quá thế thì cơ thể của chúng ta lúc này bạn phải quan tâm đến yếu tố nhân lý đầu tiên nhân lý này tức là chúng ta quan tâm tới cái nhịp sống cái cách thức chúng ta làm việc cách thức chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình như nào mình có làm việc quá sức không mình ăn uống có điều độ không dinh dưỡng có đủ không và cơ thể của mình có bẩn không cuối cùng thì trước mắt là nếu những cái gì có thể làm được ngay thì làm luôn quan tâm tới điều chỉnh chế độ điều chỉnh nhịp sống và chắc chắn là bạn cũng sẽ phải có một cái liệu trình thải độc cơ thể để giúp cho cơ thể mình sảng khoái cơ thể mình sạch sẽ thì thí dụ mình làm việc quá sức một chút nó cũng sẽ đỡ hơn một chút tuy nhiên là quan trọng nhất vẫn là điều chỉnh chế độ của mình nhé bạn điều chỉnh chế độ Đúng. làm việc của mình Đấy. một bạn tên là thanh 68 thì có hỏi rằng xin hỏi dược sĩ có khách hàng bị khớp và giãn tĩnh mạch đang uống kiềm sapphire bây giờ có dùng kết hợp smart a được không ạ? Ừ, đang uống kiềm sapphire để uống những cái gì hoàn toàn có thể dùng smart a được bởi vì rằng dùng kiềm smart nó có tác dụng sát khuẩn rất tốt thí dụ như là đau khớp hay đọng kia thì nó hay liên quan đến triệu chứng viêm mà viêm thì là là là, là cái, cái smart a là một chất chức năng rất tốt là để sát khuẩn mà bạn dùng smart a bằng cách là bôi đắp hoặc uống hoặc là súc miệng hàng ngày nó ngấm qua các cái mau mạch ở dưới lưỡi nó vào đường máu nó cũng hỗ trợ để giảm viêm kháng viêm cho bạn cứ dùng smart hoàn toàn bình thường nhé hoàn toàn bình thường nhưng mà tại sao bạn không dùng một cái bộ thải độc mà SMART A luôn nhỉ xoa này thải độc thảo dược này uh, hoạt tính này để làm làm sạch các cái chỗ chất bẩn trong cơ thể Thế thì bắt đầu nó có cái dấu hiệu của lão hóa xương hay là vôi hóa thì đưa những cái sản phẩm này vào kịp thời nó sẽ làm sạch khô uh, cái biện hiện tượng khô khớp hay là vôi hóa nó làm nhuận cái cái khớp của mình đi À, bổ sung thêm cái hoạt tính hay là ở V5 thì chắc chắn là những cái hoạt chất đó nó sẽ làm cho cái khớp của mình nó nhuận mà nó không sao cả cơ thể sạch thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn bạn có thể ăn thêm các cái loại mà thực phẩm nó hỗ trợ cho cả khớp thì uh, khi đó cơ thể của mình hấp thu được tốt thì là nó sẽ hết cả cái đau khớp thôi còn sư sĩ cường cũng đã tư vấn cho nhiều người ngâm chân ngâm chân buổi tối bao gồm cả cái là uh, lá lốt này muối này gừng này ngâm chân hàng tối tối nào cũng ngâm như thế thì cũng là một thói quen rất tốt cho những người mà bị khớp và khó ngủ vâng trên cơ sở là cơ thể cũng tương ra sạch và ngâm vâng, chân rất tốt bạn hãy làm thử nhé